Chào mọi người, chào mừng mọi người đến với video tiếp theo của Đức. Thì hôm nay lý do Đức làm video này là để muốn gửi tới những người mà đang có ý định đi lao động nước ngoài. Thì theo như Đức biết ý, thì là hàng năm là có khoảng hơn 100.000 người Việt Nam đi nước ngoài là mong muốn cuộc sống được thay đổi ý. Nhưng mà có nhiều người thành công và cũng có nhiều người thất bại. Thì Đức đã qua Đài Loan được hơn 7 năm rồi. Thì Đức muốn làm một cái video để chia sẻ những cái kinh nghiệm mà những cái bài học mà Đức đã rút ra sau 7 năm sống ở bên Đài Loan. Mong sẽ góp được một phần nào đấy giúp cho mọi người tránh được những cái vấn đề mà nó không đáng có để khi mình quyết định đi nước ngoài, khi mình làm việc thì sẽ đạt được một kết quả tốt đẹp hơn. Thì cái video của Đức để cho mọi người đỡ bị cảm thấy nhàm chán thì Đức sẽ chia làm 3 phần. Tập đầu tiên Đức sẽ làm để chia sẻ về những cái suy nghĩ của mọi người khi mà đang có ý định mà đi Đài Loan ấy, thì mọi người có những cái suy nghĩ về cái việc đi nước ngoài nó sẽ như thế nào. Thì Đức sẽ chia sẻ. Sau đấy Đức sẽ cho một vài cái lời khuyên để cho mọi người có thể tham khảo. Và Đức sẽ chia sẻ một vài cái lĩnh vực ngành nghề mà có thể là khi qua nước ngoài thì mình sẽ làm nhẹ nhàng hơn và công việc có thể sẽ có tăng ca. Thì cái chia sẻ đầu tiên Đức muốn chia sẻ mọi người là mọi người thường nghĩ khi đi nước ngoài là sẽ kiếm tiền được nhiều và dễ dàng hơn so với ở Việt Nam. Bởi vì cũng có rất nhiều trường hợp khi đi nước ngoài sau đó về thì còn nợ lần thêm, bởi vì có thể là vì công ty hay là vì một cái lý do nào khác. Mà khi bạn đi nước ngoài ấy, mà muốn có tiền ấy, thì chắc chắn là các bạn phải làm việc nhiều, có thể nhiều hơn so với ở Việt Nam. Nên là mọi người đừng có nghĩ là việc đi nước ngoài là kiếm tiền một cách dễ dàng. Điều đó chưa hẳn là đúng. Nhiều khi chúng ta cứ nhìn thấy những người xung quanh, những người mà người ta đi nước ngoài về rồi ấy, người ta xây nhà này, mua đồ này đồ kia này, thì chúng ta nghĩ là đi nước ngoài kiếm tiền một cách dễ dàng. Nhưng thực ra mình chỉ nhìn thấy những cái thứ mà người ta đạt được thôi. Nhưng mà mình cũng không thể nào biết được người ta đã làm như thế nào để đạt được cái đấy, đúng không? Nên là mong mọi người hãy suy nghĩ là khi đi nước ngoài để có tiền là cũng phải vất vả mới kiếm được, chứ không phải là dễ dàng nha. Đừng bao giờ nghĩ là đi nước ngoài là dễ dàng kiếm tiền và sẽ kiếm được nhiều tiền. Đấy, mọi người phải xác định như thế. Cái vấn đề tiếp theo đó là mọi người suy nghĩ là khi qua nước ngoài thì sẽ làm công việc nhẹ nhàng hơn, sung sướng hơn. Nhưng mà thú thực với mọi người, đi nước ngoài không phải ai cũng được nhẹ nhàng, ai cũng dễ dàng, mà đa phần đều công việc rất là mệt, vất vả. Bây giờ mình phân tích mọi người như thế này. Mình ở trong nước thôi. Ví dụ như chúng ta chọn một công việc nào đấy thì chắc chắn là khi chúng ta chọn việc thì cái thứ nhất là chọn công việc nhẹ nhàng này, cái thứ hai là công việc lương cao, đúng không? Chứ chẳng ai chọn công việc nặng nhọc mà lại ít tiền cả. Thì ở nước ngoài hay là ở Đài Loan cũng vậy, khi mà người dân người ta cũng chỉ chọn những cái công việc nhẹ nhàng thôi, những cái công việc mà kiếm được nhiều tiền mà nhẹ nhàng, phù hợp với sức lao động người ta. Còn những cái công việc nặng nhọc ấy, thì thường thường người ta sẽ thuê lao động nước ngoài. Những công việc vất vả và lương ít thì chắc chắn sẽ thuê lao động nước ngoài, chứ người ta chả dại gì mà người ta làm công việc lặng nhọc cả, đúng không nào? Nên là mong mọi người phải suy nghĩ thật kỹ là không phải đi nước ngoài là sướng, không phải đi nước ngoài là sướng hơn ở Việt Nam. Đức xin một phút để nói cái chuyện này hơi ngoài lề một chút. Trước kia thì khi Đức ở Việt Nam ấy thì Đức nghe mọi người, rồi có cả bài hát nữa, là nói về việc những cô dâu mà đi sang Đài Loan lấy chồng hay là lấy chồng đấy thì là ham tiền. Nhưng mà khi Đức qua Đài Loan rồi,
khi Đức được tiếp xúc với các chị rồi thì những cái điều suy nghĩ đấy mọi người đừng bao giờ nghĩ là như vậy, hoàn toàn khác nhé. Tất cả mọi người đa phần nhé, cỡ khoảng 95-97% đa phần qua đây là vì gia đình, vì các chị hy sinh cả tuổi xuân của mình này, đi đến một đất nước xa lạ, ở với một người mình không yêu, chỉ mong sao để kiếm được tiền về phụ vụ giúp cho gia đình, lo cho bố mẹ, lo cho gia đình để cho có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhiều người thì có thể sang đây thì gặp những người chồng tốt, nhưng mà cũng có rất nhiều người qua đây gặp những người chồng người ta rất chi là đối đãi không được tử tế, nhưng mà vẫn phải cắn răng chịu đựng. Vì sao? Chỉ mong sao là lo để kiếm tiền gửi về, lo cho gia đình, lo cho bố mẹ. Nhưng mà có rất nhiều gia đình là không hiểu điều đấy, cứ nghĩ là à qua bên này, con mình qua bên này là sung sướng lắm, kiếm tiền dễ lắm, nên là khi mà có con qua bên này là cứ tiêu phải xài phung phí. Rồi anh chị em thì cũng như vậy, cứ nghĩ là ui qua bên Đài Loan thì chắc sướng lắm hay là gì. Nhưng mà mong mọi người hiểu cho, để có được đồng tiền gửi về cho gia đình, để giúp đỡ gia đình, thì các chị cũng phải rất chi là vất vả mới kiếm được đồng tiền, không phải sung sướng gì đâu. Nên là mong mọi người nếu mà ai làm cha làm mẹ có con mà đi qua nước ngoài làm dâu ấy, thì mong mọi người hãy thương và hiểu cho. Nhiều khi ở bên này chồng đã không thương rồi, về nhà thì cha mẹ lại cứ suốt ngày chỉ tiền tiền nong nong, đôi khi lại làm cho các chị buồn hơn nha. Thì qua những hai vấn đề trên đấy thì bây giờ Đức sẽ hỏi mọi người để mọi người chuẩn bị tâm lý trước cho những cái trước khi mình quyết định là có qua bên Đài Loan hay không. Thì câu hỏi đầu tiên là nếu qua Đài Loan mà bạn gặp công việc vất vả, bạn có chịu đựng được không? Bạn có làm được không? Đó. Câu hỏi thứ hai là liệu khi vào một cái công ty mà chịu được áp lực môi trường mới, tất cả mọi đều mới, thì liệu bạn có chịu đựng được không? Cái thứ ba là nếu bạn vào một công ty chẳng may mà nó không có tăng ca chẳng hạn, thì liệu bạn có kiên trì ở bám trụ lại hay không? Nếu như các bạn mà trả lời được hết ba câu hỏi đó mà đều ok hết thì ok. Thì về vấn đề lời khuyên thì mình nghĩ là như thế này. Thứ nhất là trước khi chúng ta đi nước ngoài thì chúng ta hãy làm ở trong một công ty ở trong nước, nhất là những cái bạn trẻ mà mới học ra trường ấy, lên làm ở một công ty nào trong nước ấy, khoảng độ 1 năm chẳng hạn, 6 tháng đến 1 năm ấy, để cho quen cái môi trường làm việc của công nghiệp hóa ấy, công việc của nhà máy ấy, thì để cho thích nghi. Nếu bạn nào mà làm 1 năm mà thay đổi đến 4 năm công ty ấy, thì mình nghĩ là mọi người lên không nên quyết định đi nước ngoài vội, mà hãy hãy làm tiếp tục để tập luyện cho mình cái kiên trì. Chứ ở trong nước thì các bạn đổi được, nhưng mà ra nước ngoài thì sao? Không đổi được. Các bạn sang bên này mà các bạn không làm được thì các bạn về. Các bạn thì cũng không sao, nhưng mà gia đình các bạn, đa phần những người mà đã qua bên này thì đa phần hoàn cảnh đều khó khăn cả. Chứ chả ai sung sướng mà đi qua nước ngoài cả, đúng không? Nên là mong mọi người suy nghĩ về cái vấn đề đó. Sau đây là mình sẽ có một vài cái gợi ý cho mọi người, để cho mọi người có thể khi qua nước ngoài sẽ thuận tiện hơn và sẽ gặp được nhiều cái thuận lợi. Cái đầu tiên, khi các bạn đã xác định đi nước ngoài rồi, thì đầu tiên là về vận tìm công ty, thì Đức nghĩ là lên tham khảo ý kiến của mọi người. Những người đi trước thì người ta có kinh nghiệm là có công ty nào không, công ty môi giới hoặc là công ty mà người ta có thể giới thiệu được, người ta biết được như vậy thì tốt hơn là các bạn lên trên mạng các bạn tìm. Thì có rất nhiều công ty môi giới nhưng mà chúng ta không biết thế nào cả. Đa phần những cái công ty ở Việt Nam, những môi giới người Việt Nam thì người ta thường là không biết cái tình hình công ty như thế nào, ở bên này như thế nào. Nhưng mà họ cứ nói là công ty có tăng ca rồi, tăng ca ngày mấy tiếng ấy. Nhưng mà thực ra là
họ chả biết cái gì cả, họ cứ nói như vậy để họ tăng cái số tiền để họ kiếm lợi thôi. Nên là mọi người cần phải lưu ý cái vấn đề đấy. Ví dụ như Đức, ở bên Việt Nam thì nói là tăng ca 3 tiếng, rồi có thứ bảy vẫn làm, nhưng qua bên này thứ bảy không làm, 35 Đức làm được đúng 9 tiếng đấy mọi người. Thế nên là khi mọi người nghe những lời môi giới, mọi người cần lưu ý. Và bây giờ Đức sẽ chia sẻ với mọi người một số cái ngành nghề mà khi các bạn qua Đài Loan thì tỷ lệ có tăng ca nó nhiều hơn, thì mình cũng tham khảo, mình cũng hỏi mọi người ấy, thì mình thấy là những ngành nghề như là CNC này, như Đức cũng đang làm CNC, hay là các ngành về sản xuất xe đạp này, phụ tùng xe đạp này, hoặc là phụ tùng ô tô này, hoặc là ngành dệt, đấy là những cái ngành mà có tỷ lệ tăng ca nhiều. Và Đức cũng lưu ý mọi người luôn là một số cái ngành nghề mọi người cần lưu ý trước khi ký hợp đồng để qua bên này làm, vì nó rất chi là vất vả và lặng nhọc, và cộng thêm cả độc hại nữa. Đó là ngành sơn này, cái thứ hai là mạ này, mạ sắt thép ấy, đấy ngành mạ. Cái thứ ba là ngành đúc đấy. Đấy là những cái ngành mà khi mọi người qua đây thì cần phải lưu ý nhé. Còn bây giờ thì hiện tại bây giờ cái thời gian mà chúng ta có nên đi không ấy, thì Đức nghĩ là chúng ta nên hoãn lại một thời gian, bởi vì bây giờ nó đang khủng hoảng kinh tế đang có chiến tranh kinh tế giữa Trung Quốc và Mỹ, nó vẫn chưa chưa dứt khoát mọi người. Nên là những cái công ty ở bên, ví dụ như bên Đài Loan này, thì cũng bị ảnh hưởng rất chi là nhiều. Nên là nếu mà mọi người mà muốn đi ấy, thì Đức nghĩ là nên chờ đến qua năm, bởi vì bây giờ cũng là tháng 11 rồi, thì qua năm chúng ta sẽ chọn được một cái công ty nào đó tìm hiểu rồi đi, thì mình nghĩ là cơ hội nó sẽ được tốt hơn, được đảm bảo hơn nha. Thì đó là những cái chia sẻ của Đức để cho mọi người có thể chuẩn bị tâm lý trước khi qua Đài Loan, hay là chọn cho mình những ngành nghề mà để phù hợp, để có được công việc nó tốt và làm việc có hiệu quả, để có tiền gửi về nhà. Mình nói như vậy không phải là để nói cho mọi người là dọa hay là gì cả, mà mình chỉ muốn để mọi người hiểu, để mọi người chuẩn bị trước tâm lý. Nếu như chúng ta mà qua được những cái công ty tốt mà kiếm được nhiều tiền, đó là chuyện quá vui rồi, không, mình không nói. Nhưng mà nếu chẳng may mà gặp những cái tình huống như Đức vừa nói, hay là gặp gặp những cái hoàn cảnh như vừa Đức nói, thì mọi người sẽ có cái tâm lý vững vàng hơn. Và ở cái tập tiếp theo, Đức sẽ chia sẻ với những người mà bắt đầu mới qua Đài Loan hay là qua nước ngoài, thì cần phải có cái thái độ như thế nào, hay là có cái cách ứng xử như thế nào, để cho mình có thể làm việc được tốt hơn, công việc được thuận lợi hơn, và được được chủ yêu quý hơn. Và một số cái gợi ý, một cái số cái lời khuyên cho những cái bạn mà chẳng may mà qua nước ngoài mà công ty không có tăng ca, hay là việc làm nó không được 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 tốt ấy, thì để làm nào để chúng ta vẫn có thể ổn định lại được và chờ cơ hội hay là thế nào, thì ở tập tiếp theo Đức sẽ chia sẻ về việc này nhé. Nếu mọi người cảm thấy video này có ý nghĩa và hay, thì mong mọi người hãy ấn nút chia sẻ hoặc là đăng ký kênh và theo dõi tiếp những video tiếp theo của Đức nha. Một lần nữa Đức chân thành rất là cảm ơn mọi người đã dành cho Đức thời gian để nghe Đức nói. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Rồi, bye bye.